Chuyện một tâm hồn phần 2. Lòng người mẹ. Chuyện tâm hồn con từ bé cho đến khi vào dòng kín có thể phân ra 3 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất tuy không lâu dài gì nhưng cũng lắm điều và đáng nhớ. Giai đoạn này kể từ khi con có trí khôn cho đến khi mẹ yêu dấu về thiên đàng, hay nói cách khác cho đến khi con được 4 năm 8 tháng. Thiên Chúa đã cho con trí khôn rất sớm, người ghi tạc rất sâu vào ký ức con những việc xảy ra trong thời thơ ấu, đến nỗi nay con còn nhớ lại như việc mới xảy bữa qua. Sở dĩ Chúa muốn con biết và quý mến người mẹ khôn sánh mà Chúa đã ban cho con. Thảm thương, chính tay Chúa lại đã cất mẹ về thiên đàng sớm quá. Suốt đời con, Chúa chỉ những yêu thương cùng yêu con lắm. Những kỷ niệm đầu tiên đời con nhuộm toàn màu vui tươi và đẫm tình yêu thương mơn trớn. Bên ngoài, Chúa để cho con được chiều chuộng, nâng hứng cho hòa nhịp bên trong. Một trái tim non mềm mại, rất dễ yêu mến và dễ cảm. Không ai có thể tưởng tượng được lòng con yêu mến cha mẹ đến chừng nào. Con đã dùng ngàn cách để tỏ tình yêu tha thiết. Con không thể yêu mà không tỏ tình. Nhưng những cách con tỏ tình khi ấy, nay nghĩ lại đến phải bật cười. Thưa mẹ, mẹ đã trao cho con xem một ít thư mẹ viết cho mẹ trong hồi mẹ còn là chị Bao Linh, lưu học ở trường các bà dòng thăm viếng tỉnh Mang. Con còn nhớ nguyên văn những thư ấy. Con có thể kể lại đây dễ dàng một ít đoạn thư mẹ đã viết. Thường thường là mẹ nói khen con. Những lời khen ấy chẳng qua cũng chỉ bởi lòng yêu mến của người mẹ. Con hát mẹ khen hay, điều đó dĩ nhiên không lạ. Để làm chứng lời con nói về cách tỏ tình yêu mến cha mẹ, đã có chính lời mẹ viết trong mấy thư sau đây. Con bé tinh nghịch không ai bằng, nói đến hôn mẹ rồi chúc cho mẹ chết. À mẹ ơi, con ước ao mẹ chết lắm. Người ta mắng nó láo, nó tỏ vẻ bỡ ngỡ rồi chữa mình. Con chúc thế để mẹ lên trời, vì mẹ đã bảo có chết mới lên trời được. Hễ có khi yêu cha quá, nó cũng chúc cha chết như vậy. Con láu lỉnh ấy không rời mẹ lúc nào, theo mẹ cả ngày và được theo như thế lấy làm sung sướng lắm, nhất là lúc nó theo mẹ ra vườn. Khi mẹ nó về, nó cũng chẳng thèm ở vườn. Nó đòi cho kỳ được người ta đem nó về với mẹ nó mới thôi. Lúc lên thang cũng không chịu lên một mình, mỗi bước lại mỗi lần: mẹ ơi, mẹ ơi, bao nhiêu bậc, bấy nhiêu tiếng mẹ ơi. Mà nếu nhỡ lần nào quên trả lời "ừ con ơi" là nó đứng lại, không lên mà cũng không xuống nữa. Khi con sắp lên 3, mẹ đã viết những lời này. Một hôm, con Teresa hỏi mẹ xem mình có được lên thiên đàng không. Mẹ trả lời: được, nếu con ngoan. À, thưa mẹ, nếu con không ngoan, con phải xuống hỏa ngục. Nhưng con đã có cách này. Khi mẹ lên trời, con cũng theo mẹ, rồi mẹ ôm chặt con vào lòng. Thế Chúa làm gì mà gỡ con ra được? Mẹ trông mặt nó bấy giờ có vẻ tự đắc lắm. Nó mà ẩn trong cánh tay mẹ, Chúa đã chẳng làm gì được nó. Con Maria cũng yêu em lắm. Teresa thật là trẻ, làm vui cả nhà. Nó ngay thật lạ lùng. Trông nó chạy theo mẹ mà thú tội rõ ngoan. Mẹ ơi, con dạy chị Celine một lần, con đánh chị một lần, nhưng rầy, con không dám làm thế nữa. Hễ bao giờ nó làm một tí gì không phải, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết hết. Như hôm qua, nó vô ý làm rách một tí giấy hoa dán ở tường. Nom bộ khiến khốn nạn lắm, nó mong được thú ngay tội với cha. 4 giờ sau cha mới về, lúc ấy chẳng còn ai nghĩ đến việc nó làm rách giấy. Thế mà nó chạy ngay lại với chị Maria nói: chị đừng mách cha cho em, ở nhà đã làm rách giấy. Rồi nó đứng sững ra như một tội nhân, đứng đợi tuyên án để phạt mình. Nhưng nó chắc bụng rằng nó thú tội thế nào cũng được cha tha.
Nhắc đến tên cha, con lại sực nhớ đến mấy điều rất vui. Hồi ấy, khi cha đi đâu về, con cũng chạy ra đón, rồi ngồi lên giày cha. Cha cứ để con ngồi vậy mà bước đi, đi khắp cả nhà, ra vườn, đi mãi đến bao giờ con muốn thôi thì mới thôi. Một lần mẹ trông thấy phì cười và kêu cha chiều con quá. Cha trả lời, khốn, nó là công chúa, biết sao được. Rồi cha ấm con vào lòng, lại nâng lên thật cao, lại để ngồi xuống vai mà hôn và vuốt ve mơn trớn, đủ cách giấu yêu chiều chuộng. Tuy nhiên, cũng không nói được là cha nuông con đâu. Con nhớ một lần, con đang chơi đu vui thích. Cha đi qua gọi con rằng, công chúa ơi, lại cha hôn nào. Không hiểu sao hôm ấy con không muốn lại. Con đứng yên đấy và thương hỗn xược. Cha lại đây kia. Cha đã phải xử rất phải, không lại. Chị Maria cũng đang chơi ở đấy mắng con, em mất dạy, thưa cha hỗn thế à. Lập tức con xuống khỏi đu, nhận mình là phải mắng quá phải. Rồi có tiếng khóc ăn năn tội ầm ĩ cả nhà. Con lên ngay gác trên, lần này không dám mỗi bước lại mỗi lần kêu mẹ ơi. Con chỉ để trí nghĩ đến để tìm được cha mà làm hòa với cha. Con đã làm hòa được ngay. Một khi con thấy mình đã làm mất lòng cha mẹ, con không thể nào để lâu được. Sự biết nhận lỗi đối với con chỉ là việc trong giây phút. Chính mẹ đã kể rõ tính ấy trong câu chuyện sau. Có một sáng, mẹ muốn hôn Teresa rồi mới xuống gác. Xem như nó còn ngủ mệt, mẹ không dám làm nó thức dậy. Xong chị Maria nó thưa, mẹ ơi, con chắc em giả ngủ đấy. Mẹ liền cúi hôn mặt nó. Nó kéo ngay chăn lên, trùm kín cả mặt, rồi nói lụng bụng, chẳng cần ai thăm nom con hết. Mẹ đã không bằng lòng cử chỉ ấy và làm nó hiểu thế. 2 phút qua, đã nghe thấy tiếng khóc và nhanh không ngờ, quay lại, mẹ thấy nó đã đứng ở bên. Nó dậy một mình và đi chân không xuống gác lục thụng trong chiếc áo ngủ dài hơn người. Nước mắt đầy mặt, nó lăn vào lòng mẹ van lớn. Mẹ ơi, lạy mẹ, con léo quá, mẹ tha cho con nhé. Mẹ tha ngay, mẹ lại ôm con bé vào lòng, ôm chặt và ôm mãi.